Người đó phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hả? Sao sao em nói lắm phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, quê em trai ở đâu vậy cưng? Dạ dạ em sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Đó là đáp án, đó là đáp án. Mà em nói nhỏ thì đừng nói ai nghe. Nhà em có một căn chung cư riêng nữa. Ôi, ở cái nhìn ban đầu chị đã rất là ấn tượng với em, huống chi là các bạn nam. Trời ơi, như vậy mà ế là tôi không tin, là tôi tin tôi chết liền luôn á. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em chào chị Cát Tường và chào mọi người. Em tên là Nguyễn Hoàng Yến. Năm nay em 30 tuổi. Cái gì? 30 tuổi? Dạ. Thiệt á hả? Dạ thiệt chị. Quá trẻ phải không các bạn? Quá sức trẻ. Bây giờ em đang làm gì? Dạ, hiện tại em đang công tác tại Ngân hàng Á Châu, nhân viên tổng đài. Nhân viên tổng đài, Hèn chi giọng nói rất là nhỏ nhẹ. Rồi, được rồi, anh bất nghe, ngờ luôn anh nha, nghe thấy hấp dẫn quá. Hấp dẫn lắm luôn đó Linh. 30 à. Tuổi mà ai cũng nói trời cho coi sao trẻ dữ vậy, đúng không? Rồi chúng ta sẽ gặp chàng trai, chúng ta xem chàng trai bao nhiêu tuổi và có trẻ như cô gái bên kia hay không. Nào, xin mời chàng trai xuất hiện. Bạn tên gì? Dạ, em tên Đặng Nguyễn Thái Dương, sinh 1984. Bạn làm nghề gì? Dạ hiện tại em đang làm ở trung tâm điều hành Tata Food. Anh Linh ơi, anh ưu tiên cho em hỏi trước đi, vì bên đây đặc biệt lắm anh Linh ơi. Rồi em đó, hỏi đi. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ như vậy mà không có bạn trai là sao mà phải đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nói thiệt bụng cho chị nghe coi. Trong môi trường công việc á thì các anh đồng nghiệp á là cũng có gia đình rồi, người thì cũng có bạn bè rồi, nên là em cũng chưa tìm được đối tượng hợp với mình. Em tin vào duyên số không? Dạ em tin vào duyên số. Bạn nghe bạn nữ nói xong mà cảm nhận thế nào về bạn nữ bên kia? Dạ em nghĩ em cũng tin vào duyên số. Em nghĩ bạn nữ vẫn còn độc thân, chắc cũng có một điều đó rất là đặc biệt. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nếu mà nói về tình yêu á thì trước đây chứ giờ em chỉ yêu đúng hai người thôi. Yêu đúng mới có hai người thôi. Dạ mà hai mối tình đó đều là mối tình đơn phương hết. Tại sao bạn lại không nói? Dạ có nói, có chờ đợi và nhưng mà tất cả đều không được. Bạn có thể kể một cụ thể một câu chuyện gì đó, một cái việc gì đó mà bạn làm mà bạn nghĩ rằng bạn kia sẽ đồng lòng nhưng mà cuối cùng bạn kia không đồng lòng. Cái thời gian mà em đợi bạn đó đó thì mỗi ngày em ship một cái ngôi sao bằng ống hút. Trời đất, hình như là tới mấy trăm ngôi sao đó, rồi em bỏ một hộp hy tinh rất là đẹp. Khi mà tặng bạn đó thì bạn nó cũng chỉ cảm ơn thôi, cũng bạn cũng nói rõ là mình chỉ là bạn thôi. Bạn ấy tưởng bạn mua. Dạ không, em nói rõ là em rồi. Bạn nói bạn làm luôn. Em có quan trọng ở cái nhìn đầu tiên ban đầu không, hay là em nghĩ trong cái tình yêu là mình phải từ từ tìm hiểu? Dạ em cũng quan trọng về vấn đề cái nhìn ban đầu. Em thích điều gì ở người đàn ông của mình? Cao trên 1m68 trở lên. Rồi ngoài chiều cao ra còn điều gì nữa? Về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với mọi người, năng động. Còn gì nữa không? Về công việc thì người đó phải công ăn việc làm ổn định. Người đó phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Hả? Sao sao em nói lắm? Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, quê em trai ở đâu vậy cưng? Dạ dạ em sống ở Sài Gòn từ nhỏ. Đó là đáp án, đó là đáp án. Đó là tiêu chuẩn bên kia. Còn tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Dạ tiêu chuẩn của em thì em thích một người phụ nữ không cần đẹp nhưng mà nhìn dễ thương. Nói chung là có mái tóc dài thì càng tốt. Bây giờ vừa đẹp mà vừa dễ thương luôn, chịu không? Dạ quá chịu chị ơi. Quá chịu luôn mà coi chừng người ta không chịu em đó. Đó là hơi quê. Hơi quê. Không có gì quê. Dạ đúng. Không có gì quê hết. Dạ đúng. Mình có quyền chinh phục người khác, không chịu thì mình chinh phục người khác. Dạ cảm ơn anh Linh. Rồi bây giờ để coi mặt luôn nè. Dạ em chào anh. Trời ơi, quá sức ấn tượng, quá sức đặc biệt. Rất là xinh đó. Nhưng mà tôi hỏi bạn nè, thí dụ như bạn bên kia đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn, hai bạn cũng rất yêu thương nhau, nhưng rủ trường hợp bạn kia không có nhà ở Sài Gòn thì sao? Dạ vấn đề đó em sẽ xem lại. Coi như bạn này quan trọng là cái nhà chứ không phải cái tình. Thiếu lãng mạn hay là thiếu lãng mạn chút xíu? Thiếu lãng mạn. Theo tôi đánh giá là như vậy. Bây giờ nếu như ba mẹ bạn bên đó mà không đồng ý bạn về ở chung trong nhà, phải ra ở riêng, mà bây giờ hai người là tâm đầu ý hợp rồi đó, quyết định chọn nhau rồi đó, thì bây giờ bên đó biểu bạn chờ 3 năm để làm cố gắng mua cái nhà, bạn chờ không? Dạ chờ chị. Bạn là 30 tuổi rồi đó nha. Nói thì nói vậy thôi đó. Chờ chị. Hỏi thiệt. Dạ. Nhà đó ai đứng tên? Ba em. Nhà có mấy anh em? Dạ có hai anh em. Mà em nói nhỏ chị đừng nói ai nghe. Nhà em có một căn chung cư riêng nữa. Vậy là hai anh em mỗi người một căn. Nói nhỏ quanh, nói nhỏ lại. Nói nhỏ mà đây nghe hết trơn. Vậy là được, vậy là được. Chị chúc mừng em, hy vọng với căn nhà và căn chung cư em sẽ chọn được bạn gái kế bên nha. Cảm ơn chị. Ừ, hy vọng vậy.
Nghe gì không? Dạ em nghe hết. Nghe hết rồi thôi đâu cần phải nói lại chi nữa. Hỏi ở chung cư được không? Chung cư được không em? Dạ, miễn có nhà được rồi chị. Cũng là thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cho hai bạn trẻ của mình 2 phút để gặp gỡ nhau. Nào, xin mời. Kéo màn lên. Hỏi coi chung cư là nằm ở quận mấy, rồi nhà là nằm ở quận mấy để mình lựa nha. Mời bạn. Chào anh. Chào em. Nhà em ở đâu? Dạ, nhà em ở quận 6. Quận 6, đường nào em? Dạ, đường Bà Hôm anh. À, anh biết đường đó. Nhà anh ở đâu ạ? À, nhà nó quận 8. À, theo quan điểm tình yêu của em á, là tôn trọng, chân thật và chung thủy, thì anh có đạt được những điều như vậy hay không? Đó là quan điểm của anh. Câu trả lời đầy đủ như vậy. Tiếp tiếp đi em. À, khi rảnh anh thường thích đi đâu? Dạ em thích đi du lịch, thích đi shopping. Đi shopping. Chúng ta còn 30 giây. 30 giây. Em hỏi con nào quan trọng đi. Anh có chịu đưa tiền cho em đi shopping mỗi tuần không? À, không, mình đi shopping đi. Nhưng mà đổi em thì cắt tường với anh Linh nữa. Trời ơi, vẫn thì cắt tường với anh Linh nữa cái trời hả? Ông Mai bà mối mà. Cũng có cái đầu heo. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Nhanh nhanh để đi shopping. Sắp đó đi shopping rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem các bạn có đồng ý hẹn hò không. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ. Đấy. Và sau 3 tiếng đếm, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta nhấn nút. Và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Một. Hai. Ba. Hết giờ. Hết thời. Mời các bạn. Hồi nãy bạn có nói với tôi là bạn thích đi shopping. Dạ. Mà sao người ta mời đi shopping mà không đi? Dạ có lẽ anh ấy không hợp với em. Anh có 2 cái nhà mà. Lý do tại sao bạn lại yêu cầu bạn trai của mình phải có nhà ở Sài Gòn? Dạ, tại vì cuộc sống của em á, ba mẹ em thì ở thành phố Hồ Chí Minh, em thì cũng ở thành phố và công việc của em cũng ở thành phố, thì như vậy sẽ ổn định cuộc sống và em dễ thăm gia đình. Bạn nghĩ thế nào khi mà bạn nữ không đồng ý? À, em nghĩ hồi nãy bạn nữ nói là cái nhìn đầu tiên, thì em nghĩ bạn nữ này có lẽ lựa chọn người theo cảm giác rất là nhiều. Thì em nghĩ cái này là tôn trọng ý kiến bạn nữ, nó đều hoàn toàn hiển nhiên. Nếu như bạn nữ không đồng ý với lời mời để shopping với bạn thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ có món quà để tặng cho bạn nữ. Gửi tặng em một món quà. Dạ, nhỏ thì chồng luôn. Vậy là hai mình đâu được đi shopping không? Được không em? Em với anh đi riêng. Trời ơi, cho tôi bị ra liền vô lý thì. Dù sao nữa thì thật sự là một ngày cũng rất là có ý nghĩa các bạn. Nếu không hẹn hò thì chúng ta có thể làm bạn với nhau. Biết đâu sau này từ tình bạn đó chúng ta sẽ nhân thành một tình yêu thì sao? Không biết điều gì xảy ra, duyên số không đến lần này có thể đến lần khác. Rồi xin mời chàng trai. Xin chào anh Quyền Linh ạ. Mời bạn ngồi. Dạ. Khá lạ nha. Lạ hả? Bà làm nghề gì mà? Dạ em này bán rau cải. Bán live game. Giới thiệu ngành nghề mình luôn đúng không? Dạ. Một cách tiếp thị rất là thông minh. Bán bao nhiêu năm rồi? Bà nội thì bán 70 mấy năm rồi. Bà nội bán 70 mấy năm. Hỏi mình bán bao nhiêu năm rồi em, bà nội đã bán. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Hữu Trung. Em 26 tuổi. Bán bao nhiêu năm bán rau củ quả rồi? Bán được 12 năm rồi. Mới có 12 năm thôi. Đó, tình hình ở đây nó là vậy đó. Rồi được rồi, được rồi, bán rau phải không? Rau củ quả. Rồi, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chị nghĩ là em cần phải ăn nhiều rau củ quả. Em tên là gì? Dạ em tên Ngọc Anh. À, em năm nay 22 tuổi. 22, dạ. Làm việc gì nè? Em bán xôi chiên. Bán xôi. Bán xôi. Hay vậy nha. Hay hay hay. Một bên bán rau củ quả, một bên bán xôi chiên nè. Mà xôi chiên của em là em lấy của người khác về em bán hay là em tự làm xôi chiên em bán? Em tự làm chứ. Em làm vậy là không ngon rồi đúng không? Ngon chứ. Ngon trời. Nhưng mà tại ngon sao bán ế? Đâu em đâu có ế đâu. Không bán ế sao dư xôi em ăn nhiều quá vậy? Không, em á, em là mập dạng là mập từ bé rồi. À, từ bé rồi phải không? Nhưng không sao em, ốm đẹp mập dễ thương. Anh hỏi em ha. Dạ. Cái công việc bán rau như vậy đó. Dạ. Người ta thường thấy là phụ nữ bán. Dạ. Nhưng mà em bán như vậy em có cảm giác là có cái gì e thẹn hay mắc cỡ vậy? Cũng có e thẹn chứ, mà bây giờ em cũng làm cái nghề khác rồi. Em lái taxi. Sáng lái taxi chiều bán rau. Em
Em nói bán rau có nhiều người vô mua trả giá không? Có anh. Em có nói thách không? Có luôn chứ. Mình phải đón thách để cho nó trả giá lại là vừa. Mình phải nói thách để cho nó trả giá là vừa. Mình nói thách không bao nhiêu phần trăm em? Dạ chẳng hạn như cái đó 10 ngàn 1 ký vô mình nói 20 rồi. Trời ơi! Cái gì mà cắt cổ gì vậy ông? Trời ơi ông, vậy là trả giá cỡ nào cũng dính hết trơn. Em bán mắt thì vừa phải, người ta trả 8, 9 ngàn, 10 ngàn là vừa bán. 20 rồi người ta trả 15, 16 là dính hết rồi ông. Dạ mình mua vốn 10 ngàn rồi chị, mà anh trả 12 ngàn đâu có lời đâu. Nếu mà muốn trả giá vậy thì em nhúng nước vô cho nó nặng thêm xíu rồi. Bữa nay tôi biết mua bán thế nào. Bây giờ em bán xôi sao mà lời bán xôi là pha gạo cho ông. Bán xôi thì mình... Nè bên đây chỉ là bán xôi nhớ pha gạo nha. Giờ nghe thôi nè, nghe kinh quanh bán xôi nè. Không, em không có pha gì hết, em làm nguyên chất là nếp không. Rồi nếu mà muốn lời nhiều thì mình canh cái lượng nhân lại. Em bán xôi được bao nhiêu năm rồi? Em chừng năm mấy rồi. Mới năm mấy nay thôi? Dạ, mới năm mấy thôi. Trước khi bán xôi là làm gì? Em học. Học cái gì em? Kế toán. Hả? Kế toán. Học kế toán? Dạ. Học kế toán không làm mà đi bán xôi? Tại vì em không thích sự gò bó của công việc. Như vậy hàng ngày tiếp xúc nhiều anh bán xôi lắm chưa? Có anh nào anh mua xôi chưa? Có anh mua xôi nào tỏ tình với em hả? Trời ơi, em thì dĩ nhiên là có rồi. Tại vì em cũng vui vẻ dễ thương mà. Có thì có nhưng mà em chưa gặp tiếng sét nào hết á. Em đến đây nè, em muốn tìm được cái người bạn của mình như thế nào? Em muốn người đó cũng nhìn vô hiền, có ý chí cầu tiến. Cầu tiến à. Tôi xin hỏi bạn trai á, cái mẫu người bạn chọn là như thế nào? Cũng vừa người. Vừa người? Dạ, đừng cao hơn em. Một là bằng em hay là... Ví dụ bằng em được không? Bằng em chứ. Em biết sao rồi. Biết sao? Sở thích của em là làm gì? Em thích nhậu à. Sở thích này lạ nha. Dạ. Rồi vậy Vũ hiểu rồi. Em biết nhậu không? Dạ không. Nhưng mà bạn trai em nhậu em chịu không? À, vừa thôi nha. Chứ nhậu quá đà em cho ngoài đường. Em thích càng ốm cao thấp thì sao không? Cao hơn em chút xíu được rồi. Cũng được nữa. Em không thích cái gì vậy bạn trai bên kia? Em không thích người nào mà nghiện thuốc. Không có hút không? Không có hút. Còn gì nữa không? Hết rồi. Rồi chưa? Được. Em coi coi sao? Coi đi. Dễ thương nha. Mà rất là xinh nha. Xinh lắm luôn à. Em có biết cô Mai Thanh Dung không? Mai Thanh Dung diễn viên mà rất là đẹp. Em cũng giống vậy đó, rất dễ thương. Nào, vậy em tự tìm hiểu đi ha. Được, hợp đó. Cái gì nó nhỏ? Cái gì mà nó nhỏ? Rất là xinh. Cái gì lẹt lửa ra vậy? Thật hồng vậy. Khó nói. Anh xin tặng em biên ngồi. Ớt xanh biên ngồi chứ. Ớt xanh. Ớt Đà Lạt. Ủa đồ thiệt luôn hả ta? Đồ thiệt luôn đó. Ăn hôm trước đó. Ăn trái cây trừ cơm hả? Em không biết ăn đồ luôn. Mấy cái rau cải đồ đó ghê mà. Không biết ăn bán cho ta ăn. Dạ đúng rồi. Lanh dữ lắm nè, ở chợ nè. Mãi vô mua trái cây đi, mua trái cây. Không, khác. Ở đó chỗ của em thì không có bán. Chị ơi mua giùm em ký cải, chị ơi mua giùm em ký cà rốt hay cà chua này nọ chứ không có là trái cây. Đâu lại đâu rồi. Đòi lại tôi không, tôi nhục nữa nè. Không có đổ đi, chút ta tặng người khác thôi. Vậy thôi trả lên nè. Trời ơi, ráng ăn nhiều xíu nha. Nó giận đâu biết một cái thôi là đẹp. Vui, được. Kéo mày. Được. Kệ nó đi, nó vui. Ờ, làm vui lên kìa, kéo mạng lên kìa. Kéo mạng lên. Tự quay qua tiền luôn đi. Không, anh đâu biết ăn rào là bây giờ nấm nhơm, thấy không? Nếu mà anh biết ăn rào có canh xì nó bự giống em. Ở đây không nói chuyện ăn uống. Nãy giờ em chưa nghe tên của em này ha. Em tên là Ngọc Anh. Ngọc Anh, à, nghe rồi. Chắc em người ở đây luôn hả? Không, em ở quê, em ở Long An á. Ở Long An là số 62 hả? Dạ, đúng rồi, số 62. Đúng rồi, phải xe đó mà. Em hỏi anh này nha. Dạ luôn. Em hỏi để em biết tính cách của anh thôi. Ờ, em hỏi đi. 2 - 1 bằng mấy? Hả? 2 - 1 bằng mấy? 2 - 1 là bằng 1. Em hỏi bài toán hả? Không, tính chất con người. Một lần cuối, 2 - 1 bằng mấy? 2 - 1 bằng 2. Rồi, 2 - 1 bằng 2 phải không? 2 - 1 bằng 1 thôi. Ừ, bằng 1. Nên anh suy nghĩ phức tạp quá. Anh không có dứt khoát. Với lại đắn đo trong cái lời mà... Cái lời dụ của em. Dụ chưa gì dụ à. Cái lượng đơn giản lắm rồi. Anh nhăn kìa. Em bán xôi ở đâu được? Ở Gò Vấp.
ở Gò Pháp luôn hả? Trên đường Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ ở quận phường 10 hả? Mốt anh ghé đi có xe anh ghé vô đó anh mua xôi của anh. Ai còn ghé không? Rồi hết chưa? Và bây giờ chúng ta có 3 cách để quyết định coi chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Các bạn đặt tay ra xin hành ghế. Nếu như các bạn đồng ý hẹn hò thì các bạn sẽ nhấn nút, và không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Để tay vô chuông. Để vô chuông này. Để thôi chứ chưa có bấm nha, tôi đếm mà. Đúng rồi, thấy thích thì quất vô. 1. Không thích thì thôi nha. 2. Không nên cưỡng cầu, về cái lộn mệt lắm. 3. Rung quá. Rung mà có chọn không? Chưa. Hết giờ. Nhấn chưa? Chưa. Có nhấn không? Chưa. Chọn gì hoài vậy ông? Thì đứng dậy. Rung quá. Gì rung? Tại sao em không chọn bạn gái? Em không biết sao nữa đâu. Tại không cho mua xôi nên không chọn. Đúng rồi đó. Lý do tại sao bạn lại nhấn nút chọn bạn trai trong khi suy nghĩ của tại bạn gì? Tôi hình như là tôi thấy khác. Khác đúng không? Đúng. Anh này được có một điểm là buôn bán, buôn bán giống em. Chắc cũng là sẽ tạo cho em được tiếng cười. Vui quá mà. Hơi hơi rối rối xíu. Bạn thấy buồn khi bạn trai không nhấn nút chọn bạn không? Em cũng chích xíu thôi chứ không phải là gọi là buồn quá. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Làm gì gần cuối ta hay quạo lắm. Tại sao sáng không chịu đọc đi? Mấy bay làm ăn cả mười mấy năm nay mà không có hiểu hết trơn. Quay bữa nào cũng từ sáng tới tối mà sáng sáng người ta ấy không chịu đọc đi. Đợi tối ăn mì tôm xong mới đọc. Hàng tiếng hả chú? Rồi, tiếp tục thôi. Nãy bị cái cặp kia ấy quá đó. Cặp hồi nãy á. Wow. Cặp nãy căng không? Căng quá ha. Mặt tôi như thú địch. Vậy? Rồi. Theo các bạn hồi nãy cặp nãy có bấm không? Dữ quá. Hả? À. Bấm để làm gì không biết luôn á. Có hy vọng không bấm á. Ngọc Lan rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Thép Vina KOA, Thép Xây Dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép và nhãn hàng Aquacilin, Lăn Khử Mùi Không Mùi đến từ châu Âu thuộc tập đoàn dược phẩm Vinza đã đồng tài trợ cho chương trình. Thưa quý vị, mỗi tuần trôi qua rất nhanh, chúng ta xem những tập Bạn Muốn Hẹn Hò trước đó. Chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm là làm sao để hoàn thiện cá nhân mình để đến với một mối tình. Làm sao chúng ta có giữ vững mối tình đó. Làm sao chúng ta nhìn thấy mình thiếu sót cái gì để bù đắp cho mối tình tiếp theo. Để cho nó bền vững và tiến tới hôn nhân một cách tuyệt vời nhất. Đó là những gì mà luôn luôn Bạn Muốn Hẹn Hò muốn trao đổi với tất cả những cặp đôi. Những ai đang đi tìm nửa mảnh ghép của mình. Hôm nay cũng thế, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị hai cặp đôi để xem họ hợp nhau những gì, không hợp nhau những gì. Và tôi sẽ kết nối phân tích để xem họ có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Và bây giờ xin mời quý vị đến cặp đôi đầu tiên. Mời bạn trai. Mời ngồi. Mời nhà gái. Mời em ngồi. Rồi. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Em xin chào chị Ngọc Lan. Chào và em. Bạn gái bên kia. Cùng toàn thể khán giả có mặt tại trường quay. Em xin tự giới thiệu, em là Đinh Văn Yên. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Em làm gì? Dạ, em làm giám sát an toàn của công ty Hóa Lọc Dầu Nghi Sơn. Hóa Lọc Dầu Long Sơn.
giám sát an toàn, tức là phải an toàn lắm đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi bên đây là Yên ở Vũng Tàu. Rồi xin mời nhà gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn trai bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, em sinh năm 91, năm nay 32 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy Trang? Dạ em làm việc ở quận Phú Nhuận ạ. À làm Phú Nhuận. Em có thường xuyên đi Vũng Tàu không? Dạ em cũng thường xuyên ạ, tại vì nhà em có bác em ở Vũng Tàu ạ. À hay em quá. Em có ra Giàn Khoan bao giờ chưa? Dạ chưa. Hình như Giàn Khoan đâu ai được ra đâu đúng không mọi người? Không được đâu. À. Không phải ai ra Giàn Khoan được đâu. Ủa sao tôi hỏi câu hỏi vô nghĩa vậy? Mời em trai nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ em thì tính cách thì hòa đồng. Dạ luôn luôn lắng nghe giúp đỡ người khác. Và đặc biệt thì em tự lập. Dạ luôn luôn chủ động mọi thứ trong từ công việc lẫn về cuộc sống. Ở Vũng Tàu Yên ở với ai? Dạ hiện tại em đang ở với bố mẹ. Bố mẹ, còn dạ. Anh chị em? Dạ anh chị em thì cũng ở trong một cái phường đó luôn. À ở Lòng Vòng đó luôn. Dạ. Nhưng mà riêng em ở với cha mẹ thôi. Dạ. À, bố mẹ nay bao nhiêu tuổi rồi? À, bố em thì 68 tuổi. À. Mẹ em thì 66 tuổi. Vậy là có chắc chắn là phải về làm dâu đúng không? Dạ cái làm dâu thì có thể là bọn em có thể ở riêng, nói chung là khi mà cứ nếu mà có cưới về chẳng hạn thì sẽ ở làm dâu một thời gian, nếu mà cảm thấy thoải mái hơn thì có thể mua một căn hộ hay căn chung cư ở gần đấy. À mình ở riêng. Thật ra bây giờ nếu mà làm dâu thì cũng không phải như ngày xưa đâu. Dạ. Tụi anh có chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì mẹ chồng nàng dâu rất là hòa đồng với nhau và hiện đại rồi, không ai còn sợ như ngày xưa mang tiếng mẹ chồng nàng dâu. Yeah. Ở với mẹ chồng còn được mẹ chồng chăm sóc cháu của mình nữa. Yeah. Lo lắng khỏi đóng tiền điện nước cũng đỡ. Ha. Có nói gì cho nhà gái yên tâm nha. Dạ. Ai? Ưu điểm khuyết điểm nhà gái mình nè. Dạ thì em sống hòa đồng, vui vẻ, nói chung là biết quan tâm chăm sóc đến bạn bè. Điểm yếu của em là nói nhiều. Nói nhiều nhưng mà vui không em? Nói nhiều nhiều không, nói chuyện tào lao cái gì. Nhưng mà vui không, vui không? Vui hay không nè, người nghe biết chứ em cũng không có biết. Không nhưng mà thường anh nói chuyện tào lao mới vui lắm. Đúng rồi, nói mấy chuyện tào lao mới vui. À, chứ nó vui, chuyện nhưng mà nói nhiều là không ở trong gọi là trà vui thu hậu thôi. Nhiều khi trong cái chỗ có người lớn cũng tránh tào lao đi. Được, cái tính đó cũng vui đó em. Trong vui cuộc sống mà. Giờ nó căng thẳng quá, lâu lâu tào lao tí nó vui lắm. Dạ. Đừng có ảnh hưởng tới ai thôi nha. Rồi tình trường của mình sao luôn? Dạ tình trường của em là hiện tại đến giờ là em chưa có tình mối tình nào hết. Hồi xưa giờ không thích ai hết. Dạ. Chưa có mối tình nào hết luôn. Thích thì chỉ là thoáng qua thôi chị, chứ là hiện tại là chưa có mối tình nào hết. Thoáng qua. Mà sao mình thích người ta mà mình không tới mà mình thoáng qua chi vậy? Dạ thích người ta xong mới phát hiện là người ta đã có người yêu hoặc người ta là giới tính thứ ba. Trời ơi trời, tội nghiệp con bé ghê luôn á. Nó ngược gọi là nghịch cảnh quá hả? Không có mảnh tình dắt dai nữa. Buồn lắm em ơi. Buồn quá. Rồi em trai, đường tình duyên mình sao? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối? Dạ. Một mối dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ mối dài nhất là 2 mối đều là 2 năm. Và mối tình đầu tiên của em thì hồi cấp 3. Sau cấp 3 thì cái mối tình đơn phương ấy. Dạ. Còn như 2 mối tình 2 năm đó là có sâu sắc không? Dạ sâu sắc. Sâu sắc nhưng sao chia tay? Thì mối tình thứ 2 của em thì vào năm cuối năm 3 thời sinh viên. Khi bọn em làm chung đồ án tốt nghiệp thì có tình cảm với nhau. Thế là yêu, nhưng mà thời sinh viên mà. Ra trường rồi mỗi người một nơi. Cái thứ hai là chúng em còn quá trẻ để xác định. Coi như hết đồ án là hết yêu nhau đó. Dạ, không phải là ra ngoài ấy, đi làm rồi mỗi đứa một nơi. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai đó là khi mà em công tác và làm việc tại lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa. Nghĩa là khi em ra ngoài đấy em làm. Thì em có yêu bạn đồng nghiệp. Thì trong khoảng thời gian khoảng 2 năm. Thì nói chung là cũng bản thân là cũng do em thôi. Do em sao? Có nghĩa là
lúc đó đang bắt đầu cái sự nghiệp của em. Em vẫn mải mê theo đuổi cái sự nghiệp. Thiếu quan tâm chăm sóc đúng không? Dạ. Thì chung là có những cái lời, mọi cái em không được gần gũi và không được quan tâm. Thôi được rồi, thật ra anh chỉ hỏi là cái chuyện mà em gọi là nhận ra mình không quan tâm chăm sóc thôi. Dạ. Là cái đó cái lỗi của mình phải nhớ nha. Dạ. Và cái mối tình này á, là phải quyết định là phải quan tâm nhất hết rồi thời gian cho tình yêu của mình nha. Dạ. Tình yêu mà không có sự quan tâm là nó chết ngay tức khắc luôn ha. Dạ. Ok, bây giờ mình muốn có mẫu hình lý tưởng như thế nào nè? Thật ra thì em cũng không có cái mẫu người lý tưởng đâu. Chỉ là biết là có thể là quan tâm, chia sẻ, lắng nghe, rồi là hiếu thảo với cha mẹ. Đơn giản vậy thôi. Dạ, à? Thế thôi. Mời nhà gái. Thì đơn giản quá. Chị nghĩ là cái đó thì bất kể cô gái nào người ta cũng sẽ như vậy hết. Nhà gái sao cưng, em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Dạ thì em cũng như đàn trai là em không có ý tưởng nào hết. Em chỉ muốn là bạn trai em là không hút thuốc lá, ít nhậu. Giờ còn gì không thích nữa không? Dạ không chị. Có nhậu không? Chắc có. Nhiều dạ, khi tại bên đây chưa yêu bao giờ cho nên chưa tìm ra được những cái gì mà mình không thích. Có một cái nhược điểm của em đó là em có hút thuốc. Hút nhiều không? Dạ một ngày khoảng 4 đến 5 điếu gì đấy. Mỗi khi mà công việc mà em ở chat cao thì em rất thường hút. Thật ra đa số nha, đại đa số người đàn ông là hút thuốc. Bởi vì người ta làm việc mà người ta rất là căng thẳng. Đôi khi đối nhân xử thế, được cơm áo, gạo tiền. Đôi khi là cuộc sống bộn bề, những cái đối phó đó, nó căng thẳng. Người ta hút đi thuốc cho nó đỡ căng thẳng. Cuộc sống tôi nó bộn bề lắm. Tôi nhiều vấn đề phải suy nghĩ lắm. Mà tôi không hút thuốc. Mà tôi đâu có hút điếu thuốc nè. So sánh kỳ vậy. Do mình chọn thôi. Do mình chọn thuốc hay không chọn đúng không? Đúng. Em có xài mỹ phẩm không? Không, nếu như không làm nghề này thì chắc cũng không xài. Đừng có nói thế. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng dùng mỹ phẩm cả. Thì đàn ông cũng thế. Không, bất kỳ đàn ông nào ta cũng có hút thuốc cả. Không, kể cho nghe, hồi đó chưa làm nghề này là cũng có xài đi tắm tắm cục xà bông thôi à. Chứ cũng có tiền mua, nói đúng ra là vậy. Đừng có nói phụ nữ cũng bon chen cũng này kia không hút thuốc, so sánh gì khập khiễng lắm. Mỗi người ta có một cái đừng lấy lý do là căng thẳng biết đâu thuốc được, so sánh gì không được. Đàn ông người ta rất nhiều việc, đôi khi người ta phải cũng phải cần có điếu thuốc. Đôi khi là cái tâm lý nó không có vững á, hút cái thuốc vô cái nó định hình tâm lý lại, nó đỡ căng thẳng vậy thôi. Tối nay tôi vẫn cô đơn tới cùng cực, tối nay thuốc luôn. Điếu thuốc kia đang tàn theo mấy khối, huynh hút rồi cho để kéo dài hơi, đỡ căng thẳng vậy thôi. Thôi đừng lý do mà. Rồi tôi biết rằng phụ nữ hút thuốc nhưng mà đàn ông mình cũng vậy, cũng bớt hút ha. Dạ. Tại vì thường là những người, em thấy Trịnh Công Sơn hút thuốc không? Em thấy những người ta làm việc vào đầu óc á, căng thẳng nó hút vậy thôi. Chắc tôi làm việc chân tay, tôi không có làm việc đầu óc. Nữa so sánh tôi tức. Nói giỡn thôi chứ thật sự ra hút thuốc không phải là xấu, nhưng mà phụ nữ không á, phụ nữ họ không thích đàn ông hút thuốc là bởi vì họ sợ đàn ông bị bệnh. Đúng rồi, chính xác. Sức vậy thôi. Chứ thật ra là đàn ông nào họ cũng biết mà, đây là vì công việc thôi. Thôi bỏ qua chuyện đó, họ nghĩ rằng hai người sẽ đàm phán nhau dù bỏ thuốc. Dạ. Ngày năm điếu em thua gì đâu, hỏi người thân đi. Người ngày người ta hút năm gói người ta còn bỏ không được mà. Dạ hỏi người thân đi, em đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ, em trai và em dâu ạ. Dạ. Rồi đi cả nhà một luôn. Gia đình luôn. Dạ, hỏi cô chào đại gia đình. Bây giờ mình đại diện gia đình. Dạ. Mình phát biểu qua nào. Dạ em chào khán giả trong trường quay. Em chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Thì em là em trai của chị Trang. Em thì gia đình chỉ có hai anh chị em thôi, mà em đã có gia đình rồi và có con rồi. Thì em rất gia đình em và em cũng rất là mong chị Trang tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì có một cái mối tình để và kết thúc là có một cái hôn nhân để gia đình là có một cái niềm vui trọn vẹn. Thì trong cái chương trình này thì em thấy anh bên đằng trai á thì công việc và thấy ngoại hình thì phù hợp với những cái yêu cầu của chị Trang, còn cái vụ uống thuốc thì em thấy như bạn em thì ai cũng hút, mà có em thì không biết hút.
thì nó là bình thường. Em thấy bình thường lắm, nên những cái nhỏ nhỏ đó thì không có gì hết. Rất là mong hai anh chị hôm nay thì kết thúc bấm nút. Em là em ruột của... Dạ, em là em ruột của chị Trang. À, còn đây là gì? Đây là vợ em ạ. À, còn đây? Là mẹ em ạ. À, dạ. Còn đây? Bên nhà trai. Anh muốn cho mẹ ruột nói về câu. Dạ, vâng. Sao? Cô thấy chàng rể tương lai này có hợp với gia đình mình không? Thấy được không? Thấy là được ạ. Hả? À, thấy được ạ. Khi nào cô định gả con gái? Càng nhanh càng tốt ạ. Nãy nghe em trai nói là tôi biết gấp gã lắm rồi. Ta nói nhà xưa mà ta nói nhà trong nhà mà có đứa gái giống như bom nổ chậm vậy. Muốn gỡ cái bom đi nhanh đó hả? Vâng ạ. À, không, thật ra con gái cô rất là dễ thương á. Dễ thương lắm, yên tâm đi. Tại nó chưa yêu thôi, mà yêu là mấy chàng trai lớn hết trơn á. Không có lo ha. Rồi, cảm ơn nhà gái. Trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bác em và mẹ em cùng anh trai, chị gái, chị dâu ạ. À, trời ơi, một gia đình, đâu, một đại gia đình. Tại lên coi. Trời ơi. Cũng sắp sỉ số với nhau chứ ít gì. Nhà trai đi hết cũng cả làng luôn á. Dạ nhà gái mấy người ạ? Ba. Ít. Nhà trai năm. Nhà trai ta phải đi áp nhiều. Áp đảo. À. Rồi xin mời đại diện nhà trai ạ. Trước hết xin chào Quyền Linh và Ngọc Lan. Dạ. Đồng thời cảm ơn Quyền Linh và Ngọc An, Ngọc Lan còn toàn và toàn thể ekip trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Coi vậy trên TV thì thế nhưng mà thấy vất vả quá. Rất dễ thương, rất nhiệt tình, rất tâm huyết. Và có một cái điều là hôm nay chúng tôi là đến đây, thứ nhất là động viên cho cháu Yên, và đồng thời cũng trực tiếp gặp đây, thấy đây là mẹ của cháu, rồi anh trai của cháu, chị dâu và chị gái đều đi cả, để biết được là cái sự mong muốn của gia đình như thế nào. Dạ, cũng gấp lắm rồi. À, thế thì nói về cháu Yên thì cũng như là trong cái cháu vừa nói, cháu Yên là một kỹ sư của tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Cháu rất có hiếu với gia đình, rất sống, rất trọn tình, trọn nghĩa. Từ ban giám đốc cho đến bạn bè đồng nghiệp rất là quý Yên. Đó. Có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Hiện nay cháu là con út trong gia đình. Đó. Còn... nói về cháu gái bên này thì cháu gái cũng rất là xinh, rồi là có những cái nhu cầu, yêu cầu nó cũng phù hợp với cháu Yên của tôi. Thế thì qua đây thì tôi thấy là riêng bản thân tôi là cũng mong hai cháu sao có nhờ, cho nhau một cơ hội. Còn yêu cầu mẹ không biết là có nói cái gì với con trai không thì để mẹ có nói câu. Hoặc nếu mẹ không nói thì có thể là chị cả, ha? À, đúng rồi. Rồi, mời cô. Cô chào hai MC cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Cùng chào hai cô cháu. À. Thì như tinh thần như bác đã nói rồi, thì là đúng bản chất của Yên, đúng như bác nói, mà bác người,